Dạ. Em kể chị nghe nha. Thật ra chị biết không? Ừ. Có nhiều người cứ bảo là sale bất động sản đi lùa gà khách. Nhưng mà cuộc đời của em á là em mới vô nghề được có 1 tháng. Thì lúc đó là cái TikTok của em thì cũng được nhiều người biết đến. Thì em được một bạn. Có một bạn thì nghe nó hơi kỳ kỳ, nhưng mà cậu em thì sinh năm 99 thôi. Rồi thì mới vô nghề mà đầu tiên mình bị khách lùa mình không đã không được. Và ra lúc đó em cũng nghĩ là đó là khách thực sự. Tại vì ngày thứ bảy thì bạn ấy là liên hệ với em để mà book kinh em 2 căn. Lúc đó là em chưa có mở bán. Bạn ấy book là em vào ngày thứ bảy thì lại là bạn ấy chuyển tiền chậm. Và bạn ấy lấy với lý do là bạn ấy chuyển tiền cho bạn ấy qua và chọn lỡ chọn nhầm lần tất cả chậm. Nên là thứ bảy thì tiền chưa có vào. Là cuối tuần đã đúng rồi. Đúng rồi, thì thường là mình chuyển rất là nhanh đúng không? Thì bạn ấy là quan trọng. Thì chiều ngày thứ bảy bạn ấy bảo với em là bây giờ người mới bán Bitcoin xong. Thì bạn ấy muốn là mua để cho bố mẹ dùng. Thì thời gian tới bạn ấy sẽ đi Miami mình. Để sống mình không bằng Việt Nam. Vẽ một bức tranh mà thật ra em không có vào rất hoàn trang. Em vào cả Facebook, em vào Zalo thì thấy bạn này kể cả như có một cái đoạn là show những cái hợp đồng và có những hình ảnh chụp hình chủ với Thái Công. Và bạn ấy bảo là em đang làm một cái căn bên Lancaster quận 2. Wow, là làm cái căn trị giá được là 35 cái hợp đồng thấp nhất của bên Thái Công đâu đó là khoảng tầm đâu đó 35.000 đô. Là cái đó là cái gói rẻ nhất hơn rẻ đó. Đâu đó là rẻ nhưng mà bạn ấy không làm gói đó. Nghĩa là bạn ấy cho em thấy là những cái việc mẹ đã từng làm việc với những người nổi tiếng thể hiện trên có tiền. Đúng rồi, 35.000 đô là chỉ là một cái hợp đồng là làm về cái nội thất cái ở trong phòng khách thôi, các kiểu thôi. Mà còn về giá trị mà để làm với em không thì nhiều hơn, rất nhiều hơn như thế. Rồi bạn ấy show những hợp đồng ở Miami các kiểu. Rồi chị hình dung không thấy em nó thấy có khi nào qua nó lùa hàng thấy không vậy đâu. Dạ, nói chung là sự thật thì có thể là Miami bạn ấy chụp hình chung với người ta kiểu như thế. Thì em thấy bạn ấy cũng ngồi trong những cái con như máy S600 rồi các kiểu rồi. Mình bảo là trời ơi, trong đời mình đi làm nghề mới có 5 tuần và tự nhiên gặp một khách nó xịn việc gì luôn thì mình cũng không nghĩ gì ạ. Xong rồi bạn ấy mới muốn là đi tham quan một cái căn nhà, một căn biệt thự V3 các chị làm riêng hơn. Chị biết rồi, căn hồi đó là em tư vấn cho bạn là trên 104 tỷ. Đó, mới vô làm nghề ra thì không phải mình em mà có rất là nhiều người đi hỗ trợ với em, sếp của em cũng có. Thì cái flow của bạn này đi là gì? Tạo sự dựng niềm tin với sale là bạn ấy rất là quý em khi xem kênh TikTok của em. Sau đó là chị biết hình như là bạn ấy đi vào cái việc là tạo những cái bước điểm là mua bút kinh em căn hộ. Sau đó là muốn tìm thêm tiền thì cái và chiều ngày hôm đó bạn ấy báo nhắn cho mình muốn tiền 2 triệu. Em cũng đặt một cái hỏi rất là lớn trong lòng của mình là bây giờ một là mình mất đi một cái người khách kỷ lương của mình. Hai là mình khư mình giữ cái tiền rồi mình không đóng cho mất toàn bộ thì nó sẽ trường hợp thứ hai là mình mất cái điều rất là lớn. Và khi em cho mượn tiền là em nghĩ là đây một là bài học của em. Hai là thôi cứ 2 triệu mà cũng mất rồi mà cũng không đánh đổi gì. Nếu như biết đâu thì ở đây là có sự của mình thì bạn ấy cũng đưa rất là nhiều. Nhưng mà 12 triệu với lý do gì? Với lý do là em có hơn 100 triệu thôi, em đã chuyển hết ra 100 triệu tiền vệ sinh rồi. Đó thì giờ 2 triệu để em cho người bạn của em mượn. Chứ không phải cá nhân em được các kiểu gì nữa. Đó thì em cũng xin. Tức là kiểu giống như là bạn em đang cần tiền gấp cho nên là tài khoản em hết rồi nên em bán em không chính cho bạn ấy. Chỉ có một người khác để cho nó hợp với khóa cái tiền cháy. Thì không, ok em cũng consider một xíu không là được. Chứ lỡ gì khi khách của mình thật sự luôn, lúc đó mình lại bị mất một phần khách thì nó hơi tiếc. Đó, mày cũng hay á, mình có tiền cho mượn á. Chứ còn á hả, môi giới và nhiều khi á hả, sao đủ tiền. Đấy, xong rồi cũng ngày hôm đó luôn thì em mới thấy thôi bây giờ cứ làm vậy. Thì sáng hôm sau em dẫn khách nó đi tham quan thực tế về cái căn V3 đó luôn. Xong rồi đến trưa ngày hôm đó luôn thì bạn này về văn phòng làm thầy có một cái ekip riêng là photoshop tất cả những cái bill chỉ cho ngân hàng như thế nào và em cũng cứ nghĩ là thường như vậy nhưng mà bạn ấy hẹn chiều đi ăn ở bên đây nào và thường là lựa những nhà rất là sang trọng. À, ai là người trả tiền? Em chứ ai. Wow, nhưng mà cuộc đời nó có một cái may mắn là gì, chiều ngày hôm đó thì có một bạn khác
là liên hệ với em, anh gửi tôi cái khách mà anh đang tiếp là sẽ làm thế này thế này thế này, và lộ trình của bạn này đi là sẽ mượn tiền thế này rồi tạo dựng niềm tin ra làm sao khách được. Thì hôm đó em cáo mà em báo là em có ý kiến một lần cô mình, tại vì em không tiện để đi tiếp, em phải chờ test test PCR xong xuống các kiểu để mới em bảo mới tốt. Thôi à đừng lo, em mới bị Covid xong em không có sợ đâu. Giống như là cái động cơ và cái muốn vậy là bà này á, rất là cao. Vậy là bà này á, là thứ nhất là vừa được tiền, thứ hai là còn vừa được ăn chùa đó. Đấy. Đúng không? Tại vì mà nhiều khi đến đó sao mà anh lại kêu là ví dụ như hẹn với nhà hàng sẽ cao cấp ăn uống sao mà anh lại kêu là em không có mang tiền hay là này kia anh trả đi. Chắc chắn tại vì ví dụ như chị ước lượng một căn 104 tỷ, với đồng nó luôn thì phí về sàn chia về sàn nó về. Đúng rồi. Mình sẽ có những cái động cơ về tài chính rất là lớn để mình xoa dịu tất cả những cái sự suy nghĩ ra về việc. Nói chung là em nghĩ là có khá là nhiều lý do, nhưng mà em không gặp bạn. Và chiều ngày hôm đó bạn đã cho em thấy là tôi gặp bạn là để đi mượn tiền, không phải là để đi mua hàng. Và chứ không xong một ngày nữa, chiều tối ngày hôm đó, tối ngày hôm đó mà mấy mượn tiền đến 20 phải nhớ mượn 22 triệu luôn nhưng mày bảo tại vì em đã biết bạn phải là khách học không học anh hết tiền xong rồi mượn 22 triệu không được cái một ít hơn mượn triệu mấy rồi mượn mấy trăm ngàn xong rồi bảo cái trong đầu các chả có vấn đề con cách nào mượn một căn 100 mấy tỷ hai mấy triệu rồi mượn không được một ít hơn đó. Thực ra thì cái này chị cũng đã thấy là có rất là nhiều bạn đã bị gặp phải rồi. Bởi vì câu chuyện là khách hàng luôn đưa cho các bạn một cái điều rất là lớn. Và các bạn sẽ cảm thấy là nếu khi mà mình không có cái này thì mình mất đi một cái số tiền môi giới rất là nhiều. Nên là các bạn sẽ bị dính vào cái bẫy đó là cứ cho mượn số tiền nhỏ đi để rồi mình được cái hoa hồng nó lớn hơn. Nhưng trên thực tế thì đó là một gặp phải một những tình huống là khách hàng nó không là khách thật mà đó là những cái gọi là lừa đảo. Cách là gọi như là đưa tiền nhưng mà hợp thức hóa mượn một cách trắng trợn như vậy. Rất là nhiều người bạn, thậm chí nhiều bạn cũng chị còn mất số tiền nhiều hơn nữa. Thật ra thì tuy nhiên may mắn của mọi người, cái may mắn của em là có nhiều người biết được bạn đó thật sự với em. Sau đó là post trên Facebook bảo là đang đi với mọi người bất động sản hay đi mua những biệt thự gì kia. Đó thì những người thấy được như vậy thì họ mới liên hệ với em. Thật ra lúc ban đầu họ gửi tin nhắn cho em không dám phép nó bảo là phải sợ sợ sự của em thì lúc đó em sẽ mất cái gọi là sự tương tự của khách, tại vì em bán hàng cho cái khách luôn là khách họ mến mình, họ thích mình, họ mua mình đấy, nên là em cũng không dám phản hồi thông tin. Nhưng mà em đến buổi chiều lúc thì người ta lại liên hệ tiếp với em và người ta cho em thấy là cái lộ trình của các bạn đi sẽ là như thế nào. Và sau cái buổi đó luôn thì có rất là nhiều người biết được những cái việc đó luôn, thì nó có một cái nhóm là để cho nhiều người biết thế nào này, cái ảnh này như thế nào, cái kia các thì mới lộ ra một cái việc là có rất là nhiều xe bất động sản mới vào nghề như em giai đoạn đó bị lừa giống như thế. Thì đây cũng là một lời cảnh tỉnh em hy vọng là em thì em cũng có chia sẻ những câu chuyện này cho những cái bạn sale mới ở bên em để cho các bạn thấy được là cái đồng tiền chúng ta làm thì số tiền nó lớn, nó phải tương ứng với giá trị kiến thức kỹ năng và nhiều cái thứ khác thì chúng ta phải đem lại cho khách hàng đó. Thì khách hàng mới cho chúng thấy được giá trị công nghệ. Ok. Rồi, nói chung là tất cả mọi sự việc nó sẽ qua đó thì nó cũng chỉ là một cái bài học để mình tốt hơn.